Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7, quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Như chuyên nội dung làm đất và bốc phân lót, như thế là gieo trồng cây nông nghiệp. Và nếu là làm đất nhằm mục đích gì? Đây là một số hình ảnh về các công việc làm đất. Các công việc làm đất. Như làm đất sẽ nhằm mục đích làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tăng khả năng giữ nước và chất dưỡng, diệt cỏ dại và mầm móng sâu bệnh hại. Là tác dụng của làm đất chung. Làm cho đất tơi xốp, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, diệt cỏ dại và mầm móng sâu bệnh hại. Nội dung thứ hai là các công việc làm đất. Một là kè. Một số nữa là kè. Kè đất. Như cây đất sẽ có tác dụng gì? Chúng ta thấy là cây đất so với những mảnh đất chưa được cày ở đây và những mảnh đất đã được cày thì làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, bùi cỏ dại. Như cái lớp đất đã được cày này sẽ tơi xốp và thoáng khí hơn so với những lớp đất chưa được cày bừa, đất nhiều cỏ, đất cứng. Khi cày thì làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và đồng thời vùi lấp cỏ dại. Nội dung là bừa và đạp đất. Như bừa và đạp đất, đây là một số nữa về bừa. Bừa và đạp đất. Như bừa đạp đất có tác dụng gì? Sẽ làm cho đất nhỏ, thu gom cỏ dại và trộn đều phân sang phần mặt ruộng. Như khi bừa như thế này làm cho mặt phẳng ruộng bằng phẳng này, làm cho đất tơi nhỏ hơn, đồng thời thu gom được cỏ dại, trộn đều phân với đất. Đạp đất cũng vậy. Đập đất cũng làm cho đất nhỏ tơi, tơi xốp. Như là vừa đập đất làm thu gom cỏ dại, trộn đều phân sang phẳng mặt ruộng, làm cho đất nhuyễn nhỏ. Công việc thứ ba là lên luống. Này là hình ảnh về hoạt động lên luống. Luống hay còn gọi là dòng các hàng. Như tại sao phải lên luống? Nhà lên luống nhà mục đích là để dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tận đất canh tác dày. Nhà lên luống như thế này sẽ thứ nhất là dễ chăm sóc, chúng ta dễ dàng chăm sóc, chống được ngập úng. Khi mưa thì nước chỉ tập trung ở các rãnh của luống, không gây ngập ruộng và tạo tận đất canh tác dày, dễ chăm sóc. Nhà lên luống thường áp dụng cho những loại cây trồng nào? Đó là cây ngô, cây khoai lang, cây đậu. Những cái này là cây phải lên luống. Nhiều quy trình lên luống là xác định hướng luống. Trước hết là chúng ta xác định luống. Luống sẽ định được hướng đi từ nam sang bắc hay từ đông sang tây hay là vân vân. Thứ hai là xác định kích thước luống. Xác định kích thước, xem thử luống này loại cây trồng nào nên làm luống to, luống nhỏ, là kích thước dài ngắn thế nào, tùy thuộc vào loại cây trồng và kích thước mỗi ruộng. Ruộng nhỏ thì chúng ta làm chiều dài ngắn lại. Còn đối với những loại cây ngô, cây đậu thì chúng ta làm luống nhỏ. Còn cây khoai lang thì chúng ta làm luống to. Đánh rảnh kéo đất tạo luống. Nước thứ ba đánh rảnh, đây là hoạt động đánh rảnh kéo đất tạo luống nè. Sau khi đánh rảnh tạo luống xong, người ta làm phản mặt luống để chúng ta tiến hành gieo trồng và chăm sóc dễ dàng hơn. Lên luống chống ngủ tạo thành đất canh tác kè. Như kè, bừa, đập đất và lên luống thì người ta dùng các công cụ, dụng cụ, phương tiện như là dùng sức trâu bò, dùng cái công cụ thô sơ như là cái bừa, dùng cuốc xẻng, hoặc là dùng các phương tiện hiện đại như là máy cày, máy bừa. Vậy có hai các hình thức sử dụng, đó là công cụ thô sơ và phương tiện hiện đại. Những các công việc làm đất nó có yêu cầu kỹ thuật gì khác nhau? Thứ nhất, cày. Cày phải sáo trộn lớp đất ở dưới độ sâu 20 đến 30 cm, phải sâu xuống 20 30 cm. Nhưng mục đích sẽ làm cho đất tơi xốp, thoáng khí,
bụi cỏ dại, bừa bãi đồng đất. Yêu cầu là phải đất phải nhỏ nhuyễn, mặt ruộng phải bằng phẳng, trộn đều phân và bừa đi nhiều lại nhiều lần. Mục đích để làm thu gom cỏ dại và trộn đều phân bón sang phần mặt ruộng. Thứ ba là lên luống. Yêu cầu là luống phải cao hơn so với mặt phẳng của mặt đất, mặt luống phẳng có rãnh thoát nước và hướng luống phù hợp cho từng loại cây, từng loại mảnh ruộng, để mục đích là dễ chăm sóc và chống được ngập úng. Mình thứ ba là bón phân lót. Đây là hoạt động một người nông dân đang bón phân kết hợp với một người nông dân đang đi cày, thường mình cày. Và bón lót là bón phân vào đất lúc vào lúc nào, thường sử dụng các loại phân nào để bón. Cái nội dung này chúng ta đã học ở bài trước, bài cách sử dụng phân bón rồi. Như là phân bón được bón vào trước khi gieo trồng và thường sử dụng các loại phân hữu cơ hoặc là phân lăng để bón bón lót cho cây, cho đất. Như bón phân lót theo một quy trình, thế là rải phân trên mặt ruộng, đây là hoạt động rải phân trên mặt ruộng. Bước hai, rải đó là theo đều trên ruộng hoặc là theo từng hàng, từng hốc. Đối với những loại cây trồng theo hàng, theo hốc, kết hợp với cày bừa, lấp đất để vùi lấp phân. Đây là hoạt động người ta bón phân, bón rải đều, sau đó kết hợp với cày bừa để vùi lấp phân bón, trộn đều phân, bón phân khép ruộng, cày bừa để vùi lấp phân, trộn đều phân với đất. Thứ tư là thời vụ gieo trồng. Và thời vụ là gì? Thời vụ đó là một khoảng thời gian gieo trồng một loại cây nào đó. Đó là một khoảng thời gian gieo trồng tính từ lúc gieo một loại cây. Nhưng muốn xác định thời vụ, chúng ta phải dựa vào yếu tố nào? Đó là các căn cứ để chúng ta xác định thời vụ gieo trồng. Tức là phải dựa vào cái yếu tố như là khí hậu nè, loại cây trồng, tình hình phát triển sâu bệnh tại địa phương. Vậy trong ba yếu tố này thì yếu tố khí hậu là yếu tố quyết định nhất. Tức là yếu tố khí hậu quyết định tới việc xác định thời vụ gieo trồng và lúc nào và thời điểm nào trong năm. Như căn cứ xác định thời vụ là khí hậu, loại đất, tình hình sâu bệnh. Những các vụ gieo trồng ở nước ta là gồm có 3 vụ gieo trồng, là vụ đông xuân, hè thu và vụ mùa. Vụ đông xuân thời gian đó là từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tức là gieo vào từ tháng 11 đến khi tháng 5 năm sau thu hoạch. Áp dụng cho loại cây trồng là lúa, ngô, đậu, lạc, rau khoai, hoa lan. Vụ thứ hai là vụ hè thu, thời vụ đó là từ tháng 4 đến tháng 7, nên là gieo trồng vào tháng 4 và thu hoạch vào tháng 7. Áp dụng cho loại cây trồng là lúa, ngô, khoai lang. Vụ thứ ba là vụ mùa. Thời gian đó là thời vụ đó là tháng 7 đến tháng 11. Áp dụng cho lúa và các loại rau màu. Đây là ba thời vụ chính trong ở nước ta. Ở nước ta có ba thời vụ. Vụ đông xuân, hè thu và vụ thu đông hay vụ mùa. Nội dung thứ năm đó là kiểm tra và xử lý hạt giống. Thứ nhất là mục đích kiểm tra hạt giống. Để đánh giá được chất lượng hạt giống trước khi gieo thì chúng ta cần phải kiểm tra các tiêu chí sau đây. Thứ nhất là xem thử tỷ lệ nảy mầm cao hay thấp, kiểm tra sâu bệnh có hay không, ít hay nhiều, kiểm tra độ ẩm tốt hay xấu, kiểm tra đồ lẫn tạp tức là rác, cỏ, v.v. Kiểm tra sức nảy mầm, tức là tỷ lệ nảy mầm nó khác với sức nảy mầm. Tiếp theo là kiểm tra kích thước hạt, hạt có chất lép hay không, hạt chắc hay hạt lép. Chúng ta xem thêm sách giáo khoa trang 39. Nội dung này là mục đích và phương pháp xử lý hạt giống.
Nhưng xử lý hạt giống có nhằm mục đích gì? Đó là nhằm kích thích hạt giống nảy mầm nhanh và đồng thời vừa có tác dụng là diệt sâu bệnh có hại ở hạt. Nhiều có những phương pháp nào để xử lý hạt giống? Đó là xử lý hạt giống bằng nhiệt độ. Đó là chúng ta ngâm hạt giống trong nước ấm. Đó là hạt giống trước khi gieo, chúng ta đem hạt giống đem ngâm trong nước ấm. Cái thứ hai là xử lý bằng hóa chất. Là trộn hạt với hóa chất hoặc là ngâm hạt giống trong dung dịch hóa chất. Hạt giống trước khi gieo để kích thích hạt nảy mầm thì chúng ta ngâm trong nước ấm hoặc là trộn với hóa chất để kích thích cho hạt nảy mầm như thế này. Chúng ta xem thêm trong sách giáo khoa trang 40. Nội thứ 6 là phương pháp gieo trồng. Một là yêu cầu kỹ thuật của gieo trồng. Yêu cầu kỹ thuật là gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu nào? Đó là thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ ẩm sâu. Yêu cầu thứ nhất là thời vụ, tức là đúng thời vụ như các thời vụ chúng ta vừa nêu trên đấy. Với thời vụ đông xuân, vụ thu gieo trồng vào lúc nào? Chúng ta phải gieo trồng đúng vụ. Nếu gieo trồng trái vụ thì sẽ cây trồng sinh trưởng kém, rồi sâu bệnh phát triển nhanh, làm thiệt hại về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Thế là đúng mật độ. Mật độ tức là dày thưa, mật độ dày thưa. Tùy theo những loại cây trồng mà chúng ta nên gieo trồng ở mật độ dày hay mật độ thưa. Đây là khoảng cách. Thứ ba là khoảng cách. Khoảng cách tức là giữa cây trồng này với cây trồng kia ở trên một cùng một đám ruộng. Là khoảng cách là gần hay xa. Ví dụ như là những cây ngô thì chúng ta có những khoảng cách xa, lúa thì có khoảng cách gần. Mật độ đối với lúa thì dày hơn so với mật độ của ngô. Cái thứ tư là độ nông sâu. Độ nông sâu tức là độ nông, tức là nông cạn và độ sâu. Đối với lúa thì chúng ta gieo trồng ở nông, còn ngô hoặc đậu chúng ta gieo trồng sâu. Nó độ nông sâu tùy theo loại cây trồng mà chúng ta chọn gieo ở độ nông sâu khác nhau. Những yêu cầu đảm bảo 4 yêu cầu: thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu. Những phương pháp gieo trồng. Những quan sát một số hình ảnh sau đây, chúng ta sẽ cho biết các phương pháp gieo trồng. Như A, B, C. A đó là gieo vải, tức là hạt rải đều, vải đều trên ruộng. B đó là phương pháp gieo theo hàng, hạt giống được gieo theo từng hàng. C là theo hốc, gieo theo từng gốc, từng hốc, từng hố. Đây là một số phương pháp chúng ta gieo trồng. Thứ nhất là gieo vải này, anh nông dân mà ở đó mà gieo vải này, gieo theo hàng này. Và đây là phương pháp gieo trồng cây cây con. Gieo trồng bằng cây con, trồng bằng cây con. Đối với phương pháp gieo hạt thì có gieo vải, gieo theo hàng, gieo theo hốc. Ngoài ra còn có các phương pháp gieo trồng khác nữa. Chúng ta quan sát hai hình ảnh như này. Đây là phương pháp trồng. Phương pháp này đó là trồng bằng củ. Là trồng bằng cũ. Vấn đề là trồng bằng hôm hay bằng cành. Hôm hay cành. Nhiều người trồng cây thì còn có trồng cây con này, trồng hôm, trồng cành, trồng bằng cũ. Nhìn đối với từng phương pháp thì có ưu và nhược điểm riêng. Khi gieo vải thì phương pháp là nhanh, ít tốn công, nhưng nhược điểm nó cần có nhiều hạt, mật độ không đều, khó khăn trong việc chăm sóc, tỉa giảm. Cho nên khi chúng ta gieo vải thì sau một thời gian chúng ta phải tỉa giảm để đảm bảo mật độ, khoảng cách trên ruộng. Đối với gieo theo hàng và gieo theo hốc, cái này là tiết kiệm được hạt và dễ chăm sóc. Nhược điểm là tốn công khi chúng ta phải gieo theo từng hàng, gieo theo từng hốc. Đối với trồng cây con, trồng bằng củ, bằng cành
Nhược ưu điểm đó là nhanh ra hoa kết quả tạo quả. Nhược điểm đó là chúng ta cần phải có thời gian gieo nuôi cấy và có một quy trình phức tạp hơn so với gieo vải hoặc là gieo hạt thô hấp. Phải nuôi cấy từng cây con hoặc cắt từng từ các đoạn cành ươm mầm từ các củ là chúng ta mới đem đi trồng. Đây là tổng hợp các nội dung của bài. Và sau khi xem xong video này, các em có đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên bấm thích video, đăng ký kênh, bấm chuông thông báo khi nhận thông báo có video mới đăng tải, và chia sẻ video này với bạn bè. Và chúng ta tiếp tục chờ đón một video mới của bài giảng tiếp theo. Và xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học giỏi. Chào, hẹn gặp lại trong bài giảng tiếp theo.